KTK chân thành cảm ơn các bạn đã cùng KTK đồng hành đến video thứ 91 ngày hôm nay. Và trong suốt quá trình chia sẻ các cái video clip, KTK đã thực hiện rất nhiều các loại bánh mì, như là bánh mì hoa cúc, bánh mì hoa hồng từ sữa đặc có đường, bánh mì hoa hướng dương, bánh mì nhân đậu đỏ, bánh mì sữa chua, bánh mì rau củ, bánh mì focaccia, nhân hạnh nhân nho, bánh mì bí lá dứa, bánh mì không nhồi. Và hôm nay tiếp tục KTK chia sẻ với các bạn một món bánh mì mới lạ nữa, đó là bánh mì nhân kem mật ong, được chế biến từ mật ong rừng nguyên chất nên hương vị rất là đậm đà, rất là thơm ngon. Và các bạn thấy là chiếc bánh của chúng ta rất là mềm xốp, màu bánh vàng ươm bóng mượt, rất là bắt mắt đúng không các bạn, và bánh không bị xẹp tí nào hết. Trong chiếc bánh của chúng ta vô cùng lôi cuốn. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích món bánh mì nhân mật ong của KTK ngày hôm nay. Và để chuẩn bị cho món bánh này thì các bạn cần có 150g sữa tươi được làm ấm lên ở nhiệt độ 45 độ C như mọi khi các bạn ha. Nhiệt độ lý tưởng để men nở tốt 45 độ C các bạn lưu ý. Và chúng ta cho vào 7g men. Các bạn hòa đều men và sữa và để men nở trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì các bạn thấy là men đã nở rất là tốt với cái nhiệt độ 45 độ C. Nó trông như là cái ván cua, hoặc là các bạn nhìn nó trông như một cái lớp kem. Và thì men đang nở rất là tốt. Và các bạn tiếp tục cho vào 60g bơ được đun chảy. Và đây là cái điều khác biệt so với những cái lần làm bánh mì trước đây. Các bạn thấy là bơ đã được đun chảy và cho ngay vào sau khi men nở. Sau đó các bạn cho vào 2 cái trứng. Chúng ta khuấy đều trứng, men và bơ. Tiếp tục là 40g đường. Tiếp nữa là 3g muối. Và đối với món bánh mì ngày hôm nay thì chúng ta sử dụng bột mì đa dụng các bạn nha. Những cái lần trước thì có khi chúng ta sử dụng bột mì số 13, nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng bột mì đa dụng là 300g bột mì đa dụng. Và các bạn thêm 50g để tí nữa chúng ta có thể phủ lên mặt bột trong lúc nhồi. Bởi vì với cái công thức này thì cái khối bột của chúng ta khá là nhão, vì vậy các bạn sẽ cần khoảng 50g bột để mà chúng ta phủ lên bề mặt và thoa tay cho cái việc nhồi dễ dàng. Các bạn trộn đều các hỗn hợp lên. Sau đó thì chúng ta sẽ rắc một ít bột lên trên mặt phẳng nhồi và cho khối bột ra ngoài để mình nhồi. Các bạn thấy là bột rất là nhão ha. Và các bạn đừng thêm quá nhiều bột nha. Với cái lượng 50g bột mình để kèm theo để các bạn rắc lên mặt bột và thoa tay thì sẽ giúp cho các bạn nhồi bột dễ dàng. Mỗi lần mà các bạn thấy là bột nó dính vào tay nhiều quá thì mình cứ thoa một ít bột lên tay và rắc một ít bột mỏng lên trên mặt bột và tiếp tục nhồi. Thì các bạn nhồi một tí xíu thì các bạn thấy là sẽ có một cái sự khác biệt rất là lớn. Đó là khi mà các nguyên liệu đã hòa quyện vào với nhau thì cái khối bột của chúng ta nó sẽ không còn dính nữa và các bạn sẽ nhồi rất là dễ dàng. Và như vậy thì cái công đoạn nhồi của chúng ta kéo dài trong 15 phút các bạn nha. Các bạn sẽ luân phiên thay đổi, chúng ta nhồi bột, kéo bột và đập bột. Và các bạn cứ liên tục làm những cái động tác kéo bột, nhồi bột và đập bột trong suốt 15 phút như thế. Thì bánh của chúng ta sẽ rất là mềm xốp các bạn. Và bánh rất là ngon, rất là dai. Rồi sau 15 phút nhồi thì các bạn thấy khối bột đã rất là mịn. Mặt bột mịn hơn rất là nhiều. Và thế là các bạn sẽ để khối bột này nghỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Các bạn dùng màng bọc thực phẩm đậy lại để giữ cho khối bột không bị khô. Và trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ làm cái nhân kem mật ong. Các bạn cho 50g bơ vào trong nồi đun chảy lên. Và chúng ta cho vào 20g bột mì đa dụng lúc mà bơ vừa mới sôi lên. Các bạn nhớ khuấy đều tay các bạn nha. Và chúng ta để lửa vừa. Sau đó các bạn cho vào thêm 50g sữa đặc có đường.
liên tục khuấy đều để cho cái phần nhân này nó không có bị khét các bạn ha. Và tiếp tục là 80 gram mật ong. Chúng ta cũng hòa đều các nguyên liệu lên, mật ong, bơ và bột. Thì khi mà các bạn thấy là cái màu của cái phần nhân nó vừa chuyển sang nâu là chúng ta nhấc khỏi bếp và các bạn cho phần nhân này vào trong một cái chén. Các bạn thấy là cái lúc mà mình mới đổ ra thì nó còn hơi lỏng lỏng, nhưng mà khi mà để nguội thì cái phần nhân này nó sẽ cô đặc lại rất là đặc các bạn. Và ngoài ra chúng ta chuẩn bị một cái phần hỗn hợp để phết lên trên mặt bánh sau khi nướng, đó là gồm 30 gram bơ lạc để mềm và các bạn hòa cùng 20 gram mật ong. Các bạn hòa đều cho mật ong tan đều vào trong bơ. Và chúng ta cũng chuẩn bị khuôn. Các bạn sẽ lót giấy nến ở dưới đáy khuôn và các bạn nên chừa cái phần dơi lên hơi nhiều một chút để tí nữa mình nhấc bánh lên dễ dàng các bạn ha. Và khuôn hôm nay KTK sử dụng có cái đường kính là có cái kích cỡ là 22 cm và 30 cm. Sau một tiếng đồng hồ thì các bạn thấy khối bột đã nở gần gấp đôi và chúng ta sẽ làm xẹp cái hơi trong khối bột và các bạn đem cái khối bột ra bên ngoài. Thì chúng ta đem khối bột ra bên ngoài và làm xẹp các cái hơi ở trong khối bột đi và các bạn cũng tạo thành một cái hình chữ nhật dài luôn các bạn nha. Thì với cái cách tạo hình thành một cái hình chữ nhật như thế này thì các bạn chia bột nó sẽ dễ dàng hơn và chúng ta sẽ chia bột ra làm 12 phần bằng nhau. Các bạn cố gắng chia đều để khi mà mình tạo hình các cái viên tròn bột nó sẽ tròn đều và đẹp các bạn nha. Tổng cộng là 12 phần. Rồi thì chúng ta sẽ làm dẹp từng phần. Các bạn vừa làm tròn mà vừa làm dẹp từng cái phần bột đã được chia. Rồi các bạn sẽ cho cái phần nhân khoảng là một muỗng cà phê nhân vào ở giữa cái miếng tròn mà chúng ta vừa làm xong. Các bạn sẽ làm liền cái phần bột lại và tạo thành một cái hình tròn, tạo thành một cái viên tròn. Và như vậy thì các bạn sẽ làm tương tự cho các cái phần bột còn lại các bạn ha. Xong thì chúng ta sẽ chuyển 12 cái viên bột tròn này qua phần khuôn. Các bạn cho các viên tròn vào khuôn. Các bạn đặt các cái viên tròn với một cái khoảng cách đều nhau và các bạn chừa một khoảng cách ít thôi để cho bột lúc mà nướng nó sẽ nở ra. Rồi sau khi đặt các cái viên tròn vào trong khuôn thì các bạn sẽ để các viên tròn này nghỉ một tiếng đồng hồ trước khi nướng các bạn ha. Và chúng ta cũng dùng màng bọc thực phẩm để giúp cho các cái khối bột không bị khô. Sau một tiếng đồng hồ các bạn thấy là bột đã nở to lên hơn và các cái viên tròn nó đã xích lại gần với nhau rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng một cái lưỡi lam để tạo hình trên mặt các cái viên tròn. Mình sẽ vạch thành những cái hình hoa, nhưng các bạn lưu ý là mình cũng đừng vạch quá sâu các bạn nha. Và nó không có cái ở giữa thì cái phần tâm ở giữa các bạn chừa, không có cắt đứt cái phần tâm. Các bạn thấy là nó vẫn còn một cái tâm tròn ở giữa. Rồi chúng ta chuẩn bị lò nướng trước 15 phút 180 độ C các bạn nha. Và chúng ta nướng bánh ở rãnh giữa 180 độ C trong vòng 25 phút. Sau 25 phút thì bánh đã vàng rất là đều. Và trong khi các bạn thấy là bánh còn rất là nóng thì chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp bơ và mật ong mình đã chuẩn bị lúc nãy lên trên mặt bánh. Chúng ta phết đều cái hỗn hợp này ra. Và các bạn thấy là bánh rất là bóng mượt ha, rất là đẹp và rất là thơm. Rồi chúng ta cho phần bánh ra ngoài. Các bạn nhớ lót giấy hút ẩm hoặc là giấy nến ở dưới đáy để cho cái phần bơ dư ra nó sẽ thấm vào trong cái tờ giấy đó.
Và chúng ta đã có được một cái món bánh mì nhân mật ong rất là hấp dẫn, rất là lôi cuốn các bạn. Hy vọng là các bạn yêu thích món bánh này của KTK. Và nếu yêu thích, các bạn đừng quên cho KTK một cái like, share hoặc là một cái comment. Thì KTK thực sự rất cảm ơn các bạn.